Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Mr. Vũ là thương hiệu luôn cho ra đời nhiều sản phẩm ấn tượng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất quạt trần cao cấp. Các sản phẩm của Mr. Vũ luôn được thiết kế trau chuốt và mang ý nghĩa riêng biệt. Mr. Vũ có quạt Villa, đây là sản phẩm dung hòa các yếu tố, kích thước lớn để tránh lọt thỏm ở không gian rộng, tạo ra nhiều gió mát, khỏa đều khắp nhà, tính thẩm mỹ cao. Với các chung cư nhà phố có chiều cao trần hạn chế từ 3m trở xuống, thì mẫu quạt Soul là một sự lựa chọn lý tưởng. Thiết kế mang ý tưởng hoa hướng dương với 5 cánh gỗ cong xinh xắn. Ở giữa là chao đèn tạo cảm giác dễ chịu cho gia chủ khi ngắm nhìn. Và với khách hàng yêu thích nét văn hóa truyền thống, thì quạt trần đèn Legend là sự kết hợp chủ đạo của hai tông màu cổ nâu và đồng thau cổ điển, phù hợp với nhiều không gian khác nhau theo phong cách hoài cổ. Đặc biệt, sản phẩm được đội ngũ Mr. Vũ tự thiết kế và sản xuất mang tính dân tộc. Quạt trần Lotus, dòng quạt mới gắn liền với biểu tượng quốc hoa Việt Nam. Đây là sản phẩm có kiểu dáng cổ điển, gồm 5 cánh gỗ cao cấp, có vân, sải dài 1,42m, trang bị 5 đèn, tay cánh hình bông sen bung nở. Hiện tại tôi thì cũng đang kinh doanh hệ thống có nhiều cửa hàng và tất cả các cửa hàng được sử dụng quạt của Mr. Vũ tùy theo là những cái thiết kế riêng mà tôi lựa chọn những cái sản phẩm quạt Mr. Vũ cho phù hợp. Gần như là tôi chưa phải bảo hành sau một cái quá trình là có những cây quạt là tôi đã xài 3 năm nhưng mà chưa có bảo hành gì hết, trừ cái remote hết pin thôi. Mr. Vũ phấn đấu trở thành đơn vị thiết kế và sản xuất quạt trần cao cấp không chỉ trong nước mà còn cả khu vực Đông Nam Á. Mr. Vũ luôn luôn kiên định trên hành trình tôn vinh những vẻ đẹp của gió và chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm mới mang hồn Việt và chúng tôi cũng luôn lắng nghe tiếng khách hàng để cung cấp và nâng cao sản phẩm chất lượng của mình tốt hơn và luôn đồng hành cùng khách hàng trong thời gian sử dụng họ. Thương hiệu Mr. Vũ vẫn luôn luôn tự tin bởi vì chúng tôi có những điểm khác biệt riêng. Thứ nhất là vì Mr. Vũ là thương hiệu uy tín bởi vì chúng tôi là đơn vị chuyên làm về cái lĩnh vực mảng quạt này với kinh nghiệm trên 10 năm. Tiếp theo nữa là chúng tôi có hệ thống showroom đại lý trải dài trên khắp cả nước và Mr. Vũ cung cấp cho nhiều dự án khách hàng lớn và nổi tiếng. Và bên cạnh đó thì sắp tới thì đến dịp Tết đến xuân về, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn dự trữ lượng hàng hóa để cung cấp cho thị trường không bị gián đoạn với nhiều mẫu mã thiết kế đa dạng và khung giá khác nhau để mọi người có thể lựa chọn tốt hơn.